Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em ngày hôm nay á. Hôm nay thì dùng mai của bạn Nam hả cô chú anh chị ha, có quay một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lông mai giống mai Tết 2024 cho cô chú anh chị mình ha. Vừa bạn Nam hôm nay thanh lý cho cô chú anh chị mình một số cây cô chú anh chị ha, vừa thanh lý vừa xả nha cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa. Tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lâu mai. Về cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Dạ. Bây giờ một cái đầu ít là mã số 1X nha cô chú anh chị. Một cây đa phúc nha. Rồi. Bình thân là được 18. Một ít xào nha cô chú anh chị. Đa phúc ha, nụ lên khá cô chú anh chị ha. Nụ rất nhiều ha. Chiều cao là được 85. Tới ngay 92. Rồi cây đa phúc này vô cô chú anh chị giá 750 nha. Rồi 750. Dạ. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2X. Rồi 2X là cũng là một cây mai cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Trời nụ quá chừng luôn cô chú anh chị. Vài nốt nha. Cái này miền Bắc cái gì cô chú anh chị mình lấy mấy cây này cô chú anh chị ha. Cái này là bữa tưới chắc tưới sót là nó rụng lá không bạn. Đúng rồi. Nụ quá sao nụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoàn thân là được 15. Cái này già ha, tàn đều lắm cô chú anh chị. Keo 86. Tai cành đều gan luôn á. Ngang 90. Rồi cái cúc hoàng hương giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá là 400.000 bao phí ship luôn. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3X cũng là một cây cúc hoàng hương luôn. Cái này tàn tròn lắm nha cô chú anh chị. Rồi nốt nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Hoàn thân là 15. Chiều cao là được 97. Rồi. Tới ngang là được 90. Rồi. Rồi cái cúc hoàng hương giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 600.000 thôi. Rồi, 600.000 ha. Rồi. Đợi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 4X nha cô chú anh chị, cũng là một cây cúc phượng thanh trân nha. Cây này thân lắc co rất là đẹp nha cô chú anh chị. Khá là nhiều luôn cô chú anh chị. Vì cái dàn lá nó xấu thôi nhưng mà cái dàn nụ nó chất lượng nha cô chú anh chị nè. Rồi bên em không có dưỡng lá ha. Cho nó lên nụ cho nó ngon cô chú anh chị. Vàng nụ chất lượng nha. Rồi hoành thân là được 18. Phượng thanh trân bông sâu chuỗi nha cô chú anh chị. Chiều cao 94. Tán ngang là được 1m13. Rồi. Rồi cái cúc phượng thanh trân giao lưu cô chú anh chị giá 850 nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 5X. Là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thân lắc nha, rất là dễ thương luôn á. Rồi, hoành thân là được 13. Nụ nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao 90. Tán ngang 1m05. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương này nha, cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá. Rồi 600.000 nha cô chú anh chị. Rồi cây quá đẹp luôn cô chú anh chị, giá chỉ có 600.000 ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã 6X cũng là một cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Rồi. Bình thân 20. Nụ siêu nhiều luôn nha, ngọc mai bông đẹp lắm. Chiều cao 66. Tán ngang 86. Bông 8, 10, 12, 15 cánh nha cô chú anh chị, màu kem kem cực kỳ đẹp luôn. Rồi cây 6X này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 700.000 nha. Rồi ngọc mai 700.000 quá đẹp. Rồi cái là mã số 7X cũng là một cây ngọc mai nha cô chú anh chị. Ồ cái tàn quá xá đã luôn quá anh chị ha. Cô chú anh chị ngủ chẻn chẻn không á, vì mình chơi Tết là ba ngon. Rồi bình thân là được 15. Hàng VIP nha, ít có ai có ngọc mai mà bự vậy nha cô chú anh chị. Rau mùa 94. Rồi tới ngang 88. Cây này đế thú luôn cô chú anh chị ha, nằm nè. Rồi ngọc mai giao lưu cô chú anh chị mình giá không chỉ là 750. Rồi 750 ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 8X cũng là một cây cúc họ Hương như cô chú chị. Rồi. Cây này thì cái dáng như cái cây quạt của cô chú chị. Rồi như quạt ba tiêu luôn ha. Nụ thì ta nói phải nói là chữ dằn nha cô chú anh chị nè. Đủ nhiều lắm, chẻn chẻn luôn cô chú anh chị. Nụ cực kỳ nhiều luôn ha. Cô chú anh chị kẹo cây luôn cô chú anh chị ha. Thích hợp mua cây này nè. Rồi thông số luôn ha. Bình thân là được 15. Rồi. Chiều cao 80. Chiều ai là được 87. Rồi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha.
giá cũng chỉ là 220 ngàn. Rồi 220 ha. Rồi, mã đợi số 8X. Rồi tiếp theo cây mã số 9X cũng là một cây cúc hoa hương luôn, mất ngộ quá chừng luôn của chú anh chị. Nốt nụ khá nhiều nha cô chú anh chị, hàng này chơi tết thoải mái luôn nha. Rồi thông số luôn đây bạn. Rồi Quỳnh Hân là được 16. Rồi chiều cao 94, tán ngang 98. Rồi cái cúc hoa hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 600. Rồi 600 ngàn ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10X cũng là một cây dảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi một cây dảo nhung ha, nụ quá xá nụ luôn cô chú anh chị ha, dẻo nhung nè, nụ to to luôn cô chú anh chị ha. Rồi có củ đế luôn cô chú anh chị, quanh là được 16, cái củ rất là quái luôn. Chiều cao 90, tán ngang 78. Rồi cây 10X chia lưu cô chú anh chị mình giá là 700 nha. Rồi 700 ngàn. Cây mã số 10X cũng là cây cuối clip em luôn, em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á, và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi em xin chào và gặp lại nhé. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.